và một người còn lại thì chưa nhìn thấy đâu cả. À đây rồi, như vậy là stack hai người ở A, ba người ở A luôn. Và chính xác thì vị trí của Fer cũng có thể vé rất nhanh. Vừa rồi Fallen có được double headshot rồi, triple headshot đến từ cái tên của Fallen luôn. Ba mạng quá xuất sắc. Bây giờ thì NIP chỉ còn lại hai người thôi. Getra và Rek làm thế nào để chơi được đây? Rek vẫn đang miệt mài bài tơ ở khu vực City. Tuy nhiên C4 đã rơi rồi. Getra có được cho mình mạng của Zil. Tuy nhiên thì đó chỉ là mạng của Zil mà thôi, không phải là những cái mạng quý giá như là của Fallen hay là Taco. Nhưng bây giờ thì Rek đang có cuộc bài tơ rất tốt đây. Hai mạng cho Rek và đội tuyển cũng trở về là 2v2 rồi. Chỉ còn đó là Taco cũng là Fer thôi. Bom đang rơi của Aelong sẽ là nhặt được quả bom này. Nhưng trên bom dài A đang là những Fer nhảy lên ở tò mò. Rek nhìn là 10.000 đến từ anh chàng Fer. Chỉ còn đó là một mình anh chàng Getrai thôi. Getrai đang bị cầu máu từ người của City. Đó chính là vị trí của Taco. Taco và đó là vị bắn tốt của vị trí Taco rồi. 1-0 dạy cho MIB. Vâng, cái dự đoán pick and prediction đang là 60% nghiêng về bên phía Ninja Pyjama. Có vẻ như Ninja Pyjama đang là người được đánh giá cao hơn trong ngày thi hôm nay thì phải. Mất tiếng rồi. Được trả vào Ninja Pyjama, ít ra phải đợi thêm 20 giây nữa. Golden có vẻ như đang muốn đi qua luôn nữa. Nhưng Lucas đã có một góc bắn cực kỳ đây. Lucas đang giấy hai mạng dành cho vị trí Lucas rồi. Có mạng thứ ba hay không đây? Nhà vô kiếm ăn đi chứ gì nữa. Ba mạng luôn dành cho vị trí Lucas rồi. Are you kidding me bro? Electro hạ ngược Taco ở trong cục bonsai B. Nhưng đây là một tình huống 4v2. MIBR vị trí Zil đang có đứng góc bưng góc đứng bắn giữa đường luôn. Và Zil, Zil đối đầu ghép quay một mạng cái vị trí của Zil trước khi bị áo của Electro. Tình huống đưa về là 1v3 rồi. Fer cũng như Lucas đang back up về. Quả lát là điệu đà đến từ Electro. Một mạng cho vị trí Electro rồi, vẫn chưa thể di chuyển được vào trong bom xa đến Electro. Ra bắt người luôn ư? Đùa tôi à Electro ơi. 14 giây, một quyết định đặt bom ngay sẽ là hợp lý đến từ Electro. Đặt bom rồi, MIBR đang chủ động để cho Ninja Pyjama đặt bom. Đây sẽ một tình huống mà chủ động retake, cửa đã bỏ vào rồi. Electro hoàn toàn không hề biết điều này và Electro nằm xuống bởi Fer. MIBR thì họ đang có một round thi đấu và có khẩu Mark 10 trên tay. Zil đang chỉ có một khẩu DE thôi, một khẩu súng lục và lên bom để hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Getrai đang là người solo bom xe B. Sẽ có mạng thứ hai cam đến bom đấy. Getrai một mạng đến Getrai rồi. Getrai không thì có mạng thứ hai vừa rồi đó, một tình huống bắn tốt hơn của Taco, một player tuổi trẻ tài cao. Cái gì đây Forest ơi? Nhưng không sao cả, Golden vừa rồi đổi hai và đó là đổi ba đến từ vị trí của Golden. Cái gì đang xảy ra vậy? Forest nằm xuống, Golden làm ba đây. Vâng, tham còn 40 giây, bắt đầu nhảy xuống City đến từ bên phía MIBR rồi. Và Fer ngay tức kết thúc đi Forest. Forest có vẻ như vẫn còn đang mải nhìn sót thôi mà chưa nghĩ rằng đối phương đã xuống City. Và bây giờ thì còn lại Rek ở Gugu. Rek có một, Getrai cũng vậy, C4 rơi rồi. Và tiếp tục thì Getrai có cho mình double kill. Một mình Fallen với chỉ 15 máu thì đó là no hope rồi. Nằm xuống nốt bởi Getrai và triple kill cho Getrai. Một round thi đấu rất tốt đến từ Getrai và những người đồng đội của anh. Ninja Pyjama đã rút ngắn tỷ số xuống còn 10-12 rồi. MIBR round tiếp theo sẽ là một round thi đấu eco với những khẩu lục và số frag hiện tại của MIBR đang là khá đẹp. Getrai đang về gục lỗ nhưng có người kê lỗ rồi. Đang là một tình huống đẩy vào một quả phát và rất trắng nhưng Zil kết thúc được Getrai. Bỏ bê với chúng tôi ừ. Electro đang muốn đẩy vào một quả bóng đắp kín. Electro biết vị trí đặt bom ở đâu rồi. 2v3, Rek cần phải bắt được người nếu như Ninja Pyjama muốn chiến thắng trong round thi đấu này. 2v3, tham không còn nhiều nữa. Rek có mạng Lucas thì có vẻ như là sẽ không kịp ừ. Electro nếu như có một mạng nữa thì cũng sẽ là ok. Rek có kit nhưng vậy là vẫn còn tham để xử lý. Rek có thêm mạng của Zil rồi. Và bây giờ chỉ còn mình lại Fer thôi. Fer 1v2 đã nhìn thấy Electro nhưng bắn thì lại là trượt rồi. Chỉ cần câu giờ thôi nhưng mà vị trí của Fer không làm được rồi. Và sẽ là gỡ bom thành công đến từ bên phía Nip thôi. Có kit cơ mà. 12 đều cho NIP. Quay trở lại với tình huống của Forest nhá. Vừa rồi Forest Bunny vào khu KL bắt đầu đẩy ra khu Elong đến từ vị trí của Taco rồi. Phát búp ra là trắng cả hai team. Tuy nhiên thì Getrai là người tỉnh dậy trước, lửa vào khu thùng xanh là rất chuẩn xác rồi. Đẩy lùi đi vị trí của Taco. Bây giờ thì Getrai cùng với đó Forest muốn đẩy ra bắn cùng nhau rồi. Nhưng Forest tiếp tục hiện skill bắn AWP của mình là cực tù. Tuy nhiên thì Getrai không phải là như vậy. Getrai đổi mạng của Fallen thành công và nhìn thấy C4 rơi rồi. Gọi thêm cả vị trí của Rek ra cover nữa. Nhưng lửa trả vào vị trí của Pit rồi. Getrai không cháy tới rồi, như vậy là Getrai vẫn giữ lại được cục beat cho mình, vẫn đang là 4v4 rồi. Nhưng bên VIP đang có hai player rất yếu máu là Rek và Getrai. Thêm một quả lửa nữa nhồi vào, nhưng mà Rek vừa rồi đã bị hạ gục bởi Lucas. Golden hạ Lucas thành công. Golden đang muốn ra back up cho Getrai nhưng Golden đã bị nằm xuống rồi. Taco nhảy bắn vào hạ gục Getrai. Cái gì đang xảy ra vậy? MIBR đã hay rồi lại còn hên nử. Chỉ còn đó một mình Electro.
Vâng, Lecro 1v3, ừ tôi không tin là vị trí Lecro có thể làm được điều này. Một điều phải nói là khó ngang cả lên trời dành cho Lecro. 1v3 một khẩu ốp, ừ tôi không tin. Vâng, và giờ thì Lecro làm gì đây? Phơ kéo ọp ra rồi, và mặc dù Lecro ghê trước nhưng Phơ lại là người bắn tốt hơn. Và 14 mới ai cho MIBA rồi. Và giờ thì Lecro, Forex, Garek sẽ retake quả C4 này như thế nào đây? Họ không còn bom nữa nhưng vẫn có kit, có thể di chuyển cùng nhau được, nhưng đang có đến hai khẩu ọp. Hai khẩu ọp thì có vẻ như cái retake sẽ khất tù, và vừa nói xong thì Forex đang bắn M4 hay nhặt đâu ra khẩu ọp và gần tức chết rồi. Và bây giờ thì Rex đổi được bạn Lucas thành công. Taco bị kẹt trong sai rồi, và Taco sẽ phải thi đấu rất tốt trong pha này nếu như muốn có cho mình cái matchpoint cho bên VQIBA. 1v2, thời gian đang trôi đi, vẫn có kit cho NIP, họ không việc gì phải vội cả, check rất cẩn thận. Thì Taco vào mồm của Rex rồi, lộ vị trí cho Taco, nhưng đó là một tình huống triple kill cho Taco. Clutch thành công, 15-12 cho bên phía VQIBA. Công lớn nhất thuộc về cái tên Forest,